cứ về nhà nghỉ ngơi ạ. Còn việc của công ty em sẽ lo hết ạ. Cô ấy bị làm sao mà lâu rồi tôi không thấy cô ấy. Mày cút ra khỏi đây cho khuất mắt tao. Để chị nghĩ. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Cút ngay. Cảm ơn cô. Ơi, ơi, cô ơi. Tôi chết rồi. Anh gì ơi, anh có sao không? Để tôi đỡ anh dậy. Thôi. Anh cố lên ạ. Anh đi từ từ thôi. Cẩn thận. Đây. Ngồi xuống đây. Anh đau lắm phải không? Không, không sao đâu. Cảm ơn anh nhé. May mà có anh, nếu không thì tôi đã bị xe đâm mất rồi. Ôi, tôi chết. Chân anh chảy máu rồi. Để tôi lau cho anh. Anh cố chịu đau một chút đi ạ. Tôi phải đến công ty nên không đưa anh đi băng bó được. Anh cầm tiền này tự mua thuốc anh nhé. Tôi không lấy đâu. Ngày nào cô đi qua đây cô cũng cho tôi tiền rồi mà. Không sao đâu, anh đã bất chấp cả nguy hiểm để cứu tôi như thế. Thực sự tôi không biết phải báo đáp anh như thế nào nữa. Anh cầm đi để cho tôi khỏi áy náy. Anh cứ cầm đi, không phải ngại đâu. Tôi xin cô. Thôi, tôi đi làm đây. Chào anh nhé. Cảm ơn chị. Anh gì ơi, tôi mua đôi giày để tặng sinh nhật cho bạn. Nhưng mà bạn tôi đi không vừa, bỏ đi thì phí quá. Tôi tặng lại nó cho anh này. Tôi không dám nhận đâu. Không sao đâu, anh cứ nhận đi. Anh đi thử xem có vừa không. Mà trời lạnh thế này, từ giờ anh đừng có đi đất nữa. Đội ơn cô. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, em. Hôm nay chị đến công ty sớm đấy ạ. Ừ. Mà sao chị tới rồi chị không vào trong công ty luôn? Ở ngoài này lạnh lắm ạ. Chị có chút việc mà. Thôi đi. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn anh chị. Em gửi chị bản báo cáo. Cho chị xem nào. Tốt lắm. Ở đây, chị cho em xem cái này. Này, trong này có một số chị ạ. Nhàn đấy à? Có chuyện gì vậy em? Cảm ơn chị đã tin tưởng và giao cho em vị trí giám đốc kinh doanh. Hôm trước nghe chị phàn nàn về giá rẻ nên hôm nay em có món quà muốn tặng chị ạ. Hưng ơi, em ra ngoài đi, lát nữa chị bàn việc tiếp em nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ kiếp, mình làm như trâu như chó mấy năm mà vẫn chỉ là cái thằng nhân viên quèn. Còn cái con Nhàn kia, nó vừa vào được mấy tháng đã được bà ta phân làm
giám đốc kinh doanh. Mà được lắm. Sao nhiều quá thế này? Đây là toàn bộ các sản phẩm làm đẹp của tập đoàn Kohino, rất uy tín và nổi tiếng ạ. Đây là sữa rửa mặt Rikkin, giúp làm sạch sâu, cung cấp ẩm cho da, tăng khả năng kháng viêm kháng khuẩn nhờ chiết xuất từ tảo xanh, giúp làm da hồng hào, mềm mịn, làm đầy các vết sẹo, lõm trên bề mặt da do mụn gây ra. Còn đây là serum Rikskin HA+, chứa nano vàng và tảo xanh rất lành tính, giúp chống lão hóa da, trị mụn, dưỡng trắng, làm mờ nám sạm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại của môi trường ạ. Còn đây là sâm tố nữ Ue Collagen và thuốc làm dày tóc, mượt tóc Rick Hair, giúp làm đẹp từ sâu bên trong. Chị dùng thử luôn đi ạ. Em đã dùng và cảm thấy rất tốt. Đúng là những thứ chị đang cần đấy. Dạo này công việc bận rộn quá nên xuống sắc nhiều ạ. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng, em xin phép ạ. Sếp bảo tao mang cơm cho mày đấy. Nhìn cái gì, ăn đi. Không sếp tao thấy lại tưởng là tao ngược đãi mày, đuổi việc tao bây giờ. Ăn.
Này, sao đấy? Này, này. Để chị đợi lâu thế? Dạ em xin lỗi, em giải quyết nốt một chút công việc ạ. Ừ, thế cái quán em bảo là đưa chị đi ăn đâu? À, dạ ngay ở trên này thôi ạ. Ờ, mình đi nhá. Dạ vâng. Chị cứ về nhà nghỉ ngơi ạ. Còn việc của công ty em sẽ lo hết ạ. Mọi sự nhờ em giúp đỡ chị nhé. Dạ vâng, chị yên tâm ạ. Đây, để em mở cửa xe cho chị. Dạ vâng, em chào chị ạ. Anh ơi, lại là mày à? Sao mày cứ bám theo tao ấy? Tao không có tiền cho mày đâu, cút đi. Không không, anh cho tôi hỏi nhờ một chút. Cô ấy bị làm sao mà lâu rồi tôi không thấy cô ấy? Mày hỏi thì tao cũng nói luôn cho mày biết này. Hai mắt của cô ấy bị mù rồi. Bây giờ sẽ chẳng còn ai thừa tiền để bố thí cho cái loại rẻ rách như mày đâu. Mày nghe rõ chưa? Cút đi. Alo, nó toang rồi. Cả cái công ty này sắp thuộc về tao rồi, mày yên tâm đi nhá. Alo, sao cơ? Đã tìm được người hiến rác mạc cho tôi rồi á? Ok, vậy thì điều tra kỹ thông tin rồi gửi lại cho tôi nhá. Được rồi. Mày yên tâm, cái công ty này tao đã quản lý từ lâu rồi. Mà làm sao nó có thể biết được chính tao là kẻ đã thuê người gây ra tai nạn khiến nó bị mù cả hai mắt được chứ. Sắp tới tao sẽ dụ nó ký hết vào cái đống giấy tờ này và công ty sẽ hoàn toàn thuộc về tao. Một khi tao đã là chủ tịch ấy, chẳng có ai có thể khinh thường tao được nữa. Mày hiểu chứ? Yên tâm. Đồ khốn nạn! Kìa chị, sao chị lại ở đây à? Mà mắt của chị. Tao không ngờ mày lại là một người đều giả, độc ác như thế. Đúng là uổng công bao nhiêu năm nay tao nuôi ong tay áo mà. À chị ơi, chắc là có sự hiểu lầm thôi ạ. Chị nghe em giải thích đã. Mày còn định giải thích gì nữa? Cũng may là tao tìm được người hiến rác mạc thì tao mới có thể nhìn được bộ mặt bỉ ổi của mày. Dạ. Ngay bây giờ mày cút ra khỏi đây cho khuất mắt tao. Kìa chị, dạ em xin lỗi chị ạ. Em cút ngay.
đội ơn cô cậu. Là tôi đây. Hả? Cô? Là cô đấy hả? Phải, tôi đây. Anh chính là người đã hiến giác mạc cho tôi phải không? Không, không phải tôi đâu. Cô nhầm người rồi, không phải tôi đâu. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Anh đừng có mà nói dối nữa. Cảm ơn anh. Nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy? Bởi vì tôi muốn báo đáp ơn nghĩa mà cô đã dành cho tôi. Anh thật tốt bụng. Tôi không biết phải làm gì để đền đáp lại cho anh nữa. Nhờ có anh, nhờ anh mà tôi mới có thể nhìn thấy được ánh sáng và cứu lại được công ty. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhé. Giờ anh hãy để cho tôi được đền đáp lại. Tôi sẽ đón anh về nhà tôi. Giờ tôi sẽ chăm sóc cho anh nhé.